Và tiếp chị kế, tổ thứ 10 là tổ Hiếp Tôn Giả. Ngài được cái tên cha mẹ đặt là Nan Sanh, tức là sanh rất khó. Tại sao sanh khó? Nói là mẹ mang thai ngài tới 60 năm mới sanh. Khi sanh ra là 60 tuổi. Ta nói sanh ra đầu bạc. Ấy vậy cho nên rồi người ta nói ngài là Nan Sanh. Bây giờ đây, ngài khi mà gặp tổ Phục Đà Mật Đa đỡ cho xuất gia, từ đó ngài cần mẫn tu, quên ăn bỏ ngủ, ra đời đã 60 tuổi rồi. Mà bây giờ nếu mà chần chờ nữa thì còn đủ thời giờ tu không? À, nhờ vậy mà suốt ngày đêm chưa từng đặt lưng xuống chiếu, như thế mãi cả đời. Vì thế thời nhân gọi ngài là Hiếp Tôn Giả. Tôn giả không không dính chiếu, nghĩa là ngang khi ra đời. Từ đó về sau gặp tổ giả rồi, cái thầy tinh tấn tu không nằm, không bao giờ nằm. Thì ở đây nó có một cái gương tốt để cho chúng ta thấy, dù cho người trẻ đi tu hay là người già đi tu, nói đi tu đó là nói chung cả xuất gia và tại gia. Người biết tu không nói trẻ, không nói già. Tại sao? Nếu trẻ mà tu lơ lơ thì đi mau hay chậm? Còn già mà người ta tu miệt mài như tổ Hiếp Tôn Giả này, ngày đêm tu luôn không có nằm, thì một ngày bằng cái người trẻ bao nhiêu ngày? Thì như vậy thì tuy tuổi già mà hiểu đạo rồi, tinh tấn tu mãi không có lười biếng trễ nải một phút giây nào, thì già mà vẫn kết quả, phải không? Còn cứ nghĩ mình trẻ tu thì tu lơ lơ có chừng đó, chừng nào già tu rút. Nhiều khi tu nửa trời ngã ngã ra chết, cái chừng đó cũng chưa tới đâu hết. Cho nên cái trọng tâm của người tu á, là cốt hiểu đạo rồi phải cố gắng thực hành, dù trẻ dù già nếu cố gắng đều có kết quả tốt hết. Chứ đừng có mặc cảm tôi già rồi thôi tu cho có chừng, cho mong đời sau có phước thôi. Đừng nghĩ như vậy, mà ai cũng có khả năng giải thoát sanh tử được nếu mình cố gắng. À, như vậy cho nên chư tổ ở trong nhà thiền, có vị thì đi tu hồi mười mấy tuổi, có vị tu tới 60-70 tuổi, có vị thì thông minh, học nhiều học rộng, có người thì dốt nát chẳng hạn, mà ai quyết tâm rồi cũng thành đạt kết quả hết. Đó là cái điều mà chúng ta thấy, chỉ sợ mình không quyết tâm chứ đừng có nghĩ già hay trẻ, phải không? Như vậy thì mấy ông già được an ủi bọn không nên nổi, không nên mình vô phần. Vậy cho nên khi mà ngài lãnh thọ pháp rồi, ngài đi đến cái đất Hoa Thị, đây gặp chú đệ tử. Chú đệ tử này có cái đặc biệt, khi mới gặp á thì ông đệ tử đến, tức là ngài đệ tử tên là Phú Na Dạ Sa, thì ngài hỏi ngươi từ đâu đến. Thì chú này chú nói thanh niên này, tâm con chẳng phải đến. Trả lời có lạc đề không? Hỏi ngươi từ đâu đến, nếu mình phàm tục nói con ở chỗ này ở chỗ kia gì đó, phải không, thành này xứ nọ gì đó đến. Thế này nó tâm con không phải đến. Rồi ngài hỏi thêm câu nữa, ngươi dừng chỗ nào, nếu không đến thì dừng chỗ nào, tâm con chẳng phải dừng. Như vậy thì thấy không đến không dừng là không mắc kẹt hai bên. Thì ngài còn khẳng định một câu để thử coi ra sao, ngươi chẳng định sao, nếu không đến không dừng vậy tâm ngươi không có định chỗ nào sao? Thì ông nói chư Phật cũng thế. Bởi vì nếu định một chỗ thì cái đó là tâm có giới hạn.
không đến, không dừng, tức là tâm nó thênh thang. Mà tâm con thênh thang vậy, chư Phật cũng tâm thênh thang như vậy, cái chỗ nào mà đến, chỗ nào đi. Rồi ngài bẻ lại, ngươi chẳng phải chư Phật, vì ngươi là phàm phu đấy mà. Thì nói chư Phật cũng chẳng phải, nếu còn thấy Phật thấy phàm á thì hai, cho nên rồi con không phải thì Phật cũng không phải luôn. Mình thấy cái đối đáp mới nghe thì dường như nó lạc đề, nhưng mà đi sâu mà thấy, nghĩa là con người nói như vậy là đã thấy đạo, đã không dính hai bên. Người không dính hai bên tức là thấy tâm mình thênh thang là thấy đạo rồi con dính. Ngài nhân đó nói kệ, tức là thấy được cái người đệ tử này, cho nên nói kệ: thử địa biến kim sắc, dự tri ư thánh chí, đương tọa bồ đề thọ, giác hoa nhi thành dĩ. Chúng tôi dịch: đất này quá thành vàng, biết có thánh nhân sang, ngồi dưới cây bồ đề, hoa giác nở hoàn toàn. Đến để gặp cái người tuy là chưa có xuất gia mà đã là hoa giác đã nở rồi. Thì giống cũng như Lục Tổ còn tóc mà vẫn được truyền y đó. Thì khi mà ngài nói về kệ đó thì cái ông đệ tử cũng liền nói kệ: sư tọa kim sắc địa, thường thuyết chân thật nghĩa, hồi quang nhi chiếu ngã, linh nhập tam ma đề. Dịch: thầy ngồi đất sắc vàng, thường nói nghĩa chân thật, xoay ánh sáng chiếu con, khiến vào nơi chánh định. Thì như vậy nơi thầy và trò nó có được cái cảm thông, thầy đem trí tuệ mà xoay lại cho trò, trò lãnh hội được cái trí tuệ đó thì gọi đó là truyền tâm ấn. Chứ không có cái ấn nào ở ngoài nữa hết á. Ngài biết Phú Na Giả Xoa lòng cậu đạo rất tha thiết, nên độ cho xuất gia và truyền giới cụ túc. Đến khi mà ngài sắp tịch, ngài mới bảo: đại pháp nhãn tạng của Như Lai nay trao cho ngươi, ngươi khéo phải khéo lưu truyền, chớ để dứt mất. Hãy nghe ta nói kệ. Ông thầy nào truyền pháp cho trò cũng nhắc cái câu đó, nghĩa là ta trao cho ngươi, ngươi phải khéo lưu truyền, chớ có để dứt mất. Nghĩa là đạo pháp mình đã hiểu thì phải tiếp nối luôn, chỉ cho người sau, đừng có để ngang đó là dừng. Bây giờ phải kể ngài dạy: chân thể tự nhiên chân, nhân chân thuyết hữu lý, lãnh đắc chân nhân, chân chân pháp vô hành, diệt vô chỉ. Chúng tôi dịch: chân thể đã sẵn chân, bởi chân nói có lý, hội được pháp chân chân, không đi cũng không dừng. Thì như vậy để nói lên cái pháp của Phật Tổ trao truyền là cái pháp chân thật, mà cái pháp chân thật sẵn có ở nơi mỗi người. Bởi cái pháp chân thật sẵn có đó cho nên nói nó là chân lý. Như vậy thì mình khi mà ngộ được cái pháp chân đó thì cái pháp đó nó không có đi, nó cũng không có dừng, tức nó không còn đối đãi, thì đó mới gọi là pháp chân thật. Cho nên tất cả cái người tu nếu đạt đạo rồi thì họ không còn dính mắc cái đối đãi. Thì không còn dính mắc đối đãi thì nó có một là cuộc sống dứt phiền não, vì đâu còn có đối đãi mà tranh hơn thua, phải không? Hơn thua là đối đãi. Cho nên không còn đối đãi thì hiện đời dứt phiền não. Hai là đã dứt đối đãi thì không còn có cái niệm thiện niệm ác để tạo nghiệp luân hồi trong đường lành đường dữ, thì như vậy là giải thoát sanh tử. Thì như vậy quý vị thấy, nghĩa là đạt đạo rồi, ngay trong cuộc sống này mình đã an lành tự tại, nhắm mắt là không còn phải dòng sanh tử lôi kéo trở đi trở lại nữa. Đó là cái chỗ cứu kính của người tu. Cho nên quý vị nhớ, ở trong cái đời này dù người đó họ nói tu hay tu cao gì,
mà chỉ trích người này, phê bình người kia thì sao? Cái đó còn hai không? Mà còn hai thì tức là còn đối đãi, còn đối đãi là không thiệt, mà lấy cái không thiệt làm cái sở trường thì chưa có phải đạo đức chân thật, phải không? Do đó cho nên người đạt được đạo không có cố chấp. Vì tại sao không cố chấp? Vì đối đãi không thiệt. Không thiệt thì chấp cái gì? Mà không chấp thì còn gì hơn thua? Do đó hiểu, nhìn, nghe, thấy cho rõ cái hành động, cái lời nói, mà biết cái đạo đức cao hay thấp. Chứ đừng có tưởng tượng nghe đồn đại rồi nói người đó cao thấp, không đúng. Mà phải biết cho thiệt rõ như vậy. Đó là phần hai vị tổ tôi đã giảng xong.